Xin chào mọi người. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng tính năng thay đổi người dùng trên chiếc điện thoại Vertu 5G. Thì tính năng này nó sẽ sử dụng vào một cái mục đích gì? Thì đây ha, và khi mọi người sử dụng một chiếc điện thoại Vertu 5G sang trọng và đẹp như thế này, và bạn bè hoặc là đồng nghiệp hoặc là sếp muốn mượn để mà trải nghiệm chiếc Vertu 5G này. Tuy nhiên thì trong điện thoại của mọi người có rất là nhiều dữ liệu, như là những cái hình ảnh riêng tư, kèm đó là những cái cuộc gọi cũng như là tin nhắn để mà giao dịch trong chuyện làm ăn ha. Đó, thì mọi người cũng muốn không cho đồng nghiệp thấy những cái hình ảnh đó, thì mọi người có thể sử dụng cái tính năng này. Đây, thì cái tính năng này mọi người có thể kéo từ trên xuống ha. Thì ở trên đây thì nó sẽ bắt đầu xuất hiện ra một cái dấu chấm tròn kế bên một cái phần kính lúp. Đây, thì mọi người có thể nhấp vào. Rồi, thì khi đó thì nó bắt đầu sổ ra là hai người dùng. Và ở đây thì hiện tại thì nó đang là mặc định là người là chủ sở hữu ha. Đây, thì mọi người muốn đưa cho đồng nghiệp mượn thì mọi người hãy chuyển qua là khách. Rồi, mọi người chờ khoảng chừng một phút để cho nó set up lại cái chiếc điện thoại của mọi người. Rồi ha. Rồi, khi mà cái tính năng này nó đã kích hoạt rồi thì chiếc điện thoại của mọi người hoàn toàn mới tinh, chưa có bất kỳ một cái dữ liệu nào cũng như là những cái hình ảnh kèm đó là những cuộc gọi ha. Vậy mọi người cứ check trước khi mà mọi người đưa cho đồng nghiệp mình mượn. Đây, thì ở trong hình ảnh thì không có bất cứ một tấm hình nào cũng như là phần danh bạ ha. Đây, danh bạ trống. Thì tính năng này nó giống như là nó chạy song song giữa hai cái phần mềm với nhau. Thì ở cái phần mềm cũ, những cái dữ liệu cũ thì vẫn còn. Đây, thì khi mà đồng nghiệp đã mượn xong rồi thì mọi người hãy chuyển về lại cái chế độ người dùng, đó là chủ sở hữu ha. Thì khi đó là những cái dữ liệu nó sẽ bắt đầu nạp lại. Rồi, thì ở đây thì mọi người cứ vào kiểm tra thôi. Đây, danh bạ đã bắt đầu chuyển về rồi ha, cũng như là phần hình ảnh.